Năm học 2022-2023 chưa bắt đầu, nhưng nhiều phụ huynh ở thành phố Hồ Chí Minh đã được yêu cầu đăng ký mua sách giáo khoa cho con. Đáng nói, phiếu đăng ký mua sách không chỉ có sách giáo khoa mà còn kèm vở bài tập, tài liệu tham khảo và nhiều dụng cụ học tập khác. Một phụ huynh có con chuẩn bị lên lớp 2, trường tiểu học TVO, quận Bình Tân cho biết, ngoài bộ sách giáo khoa và bài tập lớp 2 21 cuốn, giá 318.000 đồng, sách tiếng Anh Family and Friends, hai quyển bài học và bài tập, kèm hai bìa bao có giá 160.000 đồng, sách luyện tập tin học với bìa bao giá 54.000 đồng, bản đăng ký còn có bìa bao sách giáo khoa và vở bài tập 45.000 đồng, bộ thực hành toán lớp 2 giá 237.500 đồng, bộ 8 bìa bao tập 18.000 đồng, 30 nhãn vở giá 10.000 đồng và 10 quyển tập Thiên Long 115.000 đồng. Đáng nói, nhà trường đã gộp chung chi phí một học sinh phải đóng để trang bị tất cả vật dụng nói trên là 957.500 đồng, số tiền không nhỏ đối với thu nhập của nhiều gia đình lao động. Tương tự, tại trường tiểu học TD, quận 12, bản báo giá danh mục sách giáo khoa và vở bài tập lớp 4 năm học 2022-2023 phát cho phụ huynh khiến nhiều người choáng, với tổng chi phí lên đến 800.000 đồng. Trong khi đó, tại các hệ thống như Fahasa, Phương Nam, công ty cổ phần sách và thiết bị trường học, phụ huynh có thể mua sách giáo khoa trọn bộ hoặc riêng lẻ từng cuốn. Tương tự với vở bài tập, phụ huynh có thể mua riêng lẻ hai môn toán và tiếng Việt, hoặc trọn bộ vở bài tập ở tất cả môn học. Tuy nhiên, tại nhà sách TL, quận Bình Thạnh, dù để bảng giảm 5% sách giáo khoa năm học 2022-2023, nhưng bộ sách giáo khoa lớp 4 được gộp chung với sách bổ trợ có tổng giá 193.300 đồng. Bộ sách giáo khoa lớp 5 cũng được bán chung với sách bổ trợ với giá 202.500 đồng. Sau khi tiếp nhận việc trường học bán sách giáo khoa kèm vở bài tập và dụng cụ học tập, ông Ngô Văn Tuyên, trưởng phòng giáo dục đào tạo quận Bình Tân cho biết, các trường liệt kê đầy đủ danh mục đầu sách và dụng cụ học tập cho phụ huynh đăng ký để tổng hợp số lượng đăng ký với nhà cung cấp. Phụ huynh nên cân nhắc danh mục nào không trang bị thì đánh dấu vào ô không mua. Tuy nhiên, lãnh đạo phòng giáo dục đào tạo quận này thừa nhận, trong bản đăng ký có cột tổng tiền là không đúng quy định, vì sẽ khiến phụ huynh hiểu nhầm là phải đăng ký mua đầy đủ tất cả danh mục thành phần. Vào mỗi đầu năm học, phòng giáo dục đào tạo đã lưu ý các trường không bắt buộc phụ huynh mua bìa bao tập, tập trắng, cặp táp, kể cả quần áo đồng phục. Phụ huynh có thể tự trang bị cho con phù hợp nhu cầu sử dụng và điều kiện thực tế của gia đình.